Ôi ôi, nó hạnh phúc làm sao. Ôi ôi, mày ngáo mẹ, làm gì vậy? Tới số rồi bà ơi. Ông làm gì mà ông cười như điên vậy? Tới số rồi. Sao tới số? Mình tới số. Là em đời em bảo gì mình tới số không nổi. Nó nói tới số là trúng số rồi nè. Mình tới số rồi nè nè. Ôi, bà thấy gì chưa? Trúng số hả? Ừ. Trời. Ôi trời, em quên quá ông xã ơi. Đây nè. Thấy không, bàn tay vàng trong làng mua số. Đọc thôi, đọc 04 nè, 04 nè, có 04 nè. Có 04. 35 nè. Có 35. 94 nè. Không có 94. Không có 94 mà trúng gì cha. Ừ nè, trúng cái số này. An ủi nè hả? An ủi. Trúng nào không có. Ông chính này không có. An ủi. Ừ. Giữ vậy sao? Ừ. Trời ơi, là người tiên mới cặp. Trời em nhiều lắm xã ơi, quá. Coi. Ôi, an ủi rồi. Nè, giải an ủi nè, 50 triệu, bà thấy chưa? Trời ơi, dữ vậy chưa? Sao? Ôi, vô mánh này. Ê, chị nào, đi đổi đi. Chưa. Lát nữa mới đi đổi được chứ. Lát đổi hả? Ừ, cái tàu này là của em nha. Để anh cắt cho. Không, của em, của chồng công vợ mà. Nhưng mà để anh cắt cho. Đâu có được, đem cắt cho anh cắt thì anh lãnh ngớt rồi sao. Em cắt cho, rồi mai anh đi sắm cho chiếc nhẫn nha. Ai kêu đi Thông ơi. Thông. À Vui. Có nhà không Thông? Để anh cắt cho, để anh cắt cho. Ai vậy? Tài nè. Thiên Đụng ơi, hai chồng qua đây kiếm cái gì vậy? Chồng có gì không? Trời ơi, tụi em qua đây chơi nè. Lâu quá hôm qua thì sẵn qua hỏi thăm chơi luôn. Trời ơi, nằm lắc buồn chết qua đây kiếm cái chuyện chơi rồi. Cái nhà mình có vui vẻ đâu chồng ha. Cái này hay cho chồng làm ăn sao rồi? Thì cũng bình thường thôi. Cũng như bao ngày thôi, có gì đâu. Cũng bữa nhà ăn cơm hai bữa. Bữa được bữa không vậy mà. Cái này làm ăn lên rồi phải không? Qua Tết làm ăn lên rồi thấy vui vẻ dữ. Có lên gì đâu. Vui vẻ có lên gì đâu, trời. Hôm giờ đi rú có được gì không? Ừ. À, thì già nói chung là cũng sóng gió bên quá. Ngày có ngày không vậy mà. Mấy nay cũng có làm ăn gì được gì đâu. Hai vợ chồng thôi cũng vậy đó, buồn quá qua rủ hai vợ chồng anh chị nè. Có vui gì đâu, nhà mình có vui đâu. Hai chồng cũng buồn muốn chết, có vui vẻ gì đó. Mà chủ yếu qua đây là nói chuyện thôi vậy đó hả? Thì qua nói chuyện rồi, có gì làm lai rai đồ chơi tâm sự rồi. Qua nhậu nhẹt này kia đồ chứ lâu ngày gặp lâu nhau ngày mà gặp trời ơi chuyện. À, em đi lấy giùm anh lấy gì anh? Lấy giùm chai dầu tiện anh nhức đầu ngang xương không biết nữa. Thôi mọi người chơi nghe, chỗ em làm miếng mồi nha. Thôi anh Thống nó bị nhức đầu rồi, thôi bữa khác em qua nhậu cũng được. Anh rồi thôi. Thấy không được khỏe rồi thôi. Bữa nay mệt trong người quá, đi ra bữa khác đi nha. Người quá, xin lỗi quá, đã không chu đáo được, thua tội quá. Không sao đâu, lần khác buồn. Cái kỳ quá. Không có đâu, thôi vậy bữa khác qua nha, bữa khác qua nha, mình lai gái chứ giờ. Mệt quá trời, không thôi về nha. Thôi về nha. Rồi, qua sớm đi chở đi chợ nha. Giữ bệnh nha, mốt qua qua chơi nha. Nghỉ ngơi đi, lần sau qua bù nha. Chút xíu đừng có nói lại nha. Bữa nào ta chơi? Bữa nay tự nhiên chị quan trọng mà chơi chiếc gì? Bữa khác đi, tôi mua cho ông vài chục thùng để ăn uống cho đã. Biết rồi. Đây, giấy số rồi anh. Giấy số à? Cắt kỹ không? Cắt rất là kỹ. Thôi bởi mình giờ lấy xe. Thế mình chạy ra ngoài xã. Mà huyện mình đổi. Mà giờ này mà huyện còn làm việc không mà đổi? Thôi ngày mai mình lên tỉnh ta. Mai đi chứ giờ này ai mà làm việc nữa mà đổi. Mai hả? Ngày mai thì mai sáng mình lấy cái bao hoặc lấy cái ba lô mình quẩy thêm để mất công ta biết. Dạo này đường ra đường trộm cướp gì đó không được. Phải kỹ kỹ xíu mới được lấy cái bao ha. Vali đi kiểu như mình đang đi đâu về. Chứ thôi sách nhiều người ta biết. Mà còn mắc mới gì không để vào trong thẻ mà để tiền bên trong ba lô gì ông đi ngáo hả? quên. Bà làm gì vậy bà? Làm gì giờ này mà cười mình lên vậy? Tôi đang vui chứ không có tiền trời rơi xuống mà không vui gì trời. Nó nghe này, ngày mai cho tiền đi làm đẹp nha. Ông làm cái gì? Đi. Ông làm đẹp trai coi, con nào coi?
tôi làm đẹp cho bà coi với cho ai coi. Thôi đi. Ông là con vậy nó cũng vậy à. Bây giờ ông làm đẹp cái nào cũng kêu ông thống thôi, kêu ông nào đâu mà rồi, làm đẹp chi. Đưa tiền cho bà giữ được chưa? Chứ sao, vậy mới thương anh nhất đó. Chồng là phải vậy, hiểu không? Chị Liễu ơi. Ai đi trời, ai mà kêu hoài vậy? Sao mà nhà gắt mà khách tới hoài vậy trời? Chị Liễu ơi. Cái nhà ông vậy? Rồi, không có ai ở nhà đâu. Không ai nhà bà Liễu. Đang đá trong nhà, ra liền. Ừ, nói gì đó. Đã ghét nha. Quen ai trời. Ôi, ai báo gì ta? Thôi bà ở nhà bà coi bà tiếp khách đi. Tôi đi qua mượn xe ông Tư. Mai tôi bà đi công chuyện sớm rồi. Ok. Nhà đó. Qua đây kiếm chị có gì không? À mẹ em kêu qua lấy cái áo màu vàng bữa chị mượn trời mưa đó. Cái áo nào ta? Cái áo khoác vàng á. À bữa trời mưa chị mượn đó hả? Nhớ ra xem. À vậy nhớ rồi. Trời đất cánh đừng đụng luôn cái áo qua đầu tới rồi đu đi thiệt đó. Tính ngày mai qua trả. Mà không, đây đứng đây chị đợi lấy luôn ra. À nhớ rồi. Cháu này phải không? Bà áo này nè. Rồi, nói với chị mẹ thì cảm ơn nha. Bà cháu làm của bà đó. Rồi. Cảm ơn chị luôn nha. Rồi. Cảm ơn mà thái độ ghét không? Âm binh gì đâu luôn á. Sao anh gửi xe được chưa? Được rồi, anh mới chạy về nè. Đô gà được hả? Trời đất, Khánh Thần bị đụng vui, thương anh quá. Rồi mình đã nghe nè, để số rồi. Số hả? Đưa, anh chấp kỹ lắm. Đưa em. Mày để anh lấy cho. Anh chấp kỹ lắm, đi theo anh nè. Rồi. Đi. Ủa? Cháu đâu tiêu rồi em? Ủa gì? Ủa cái cháu khoác vàng đó, đeo tiêu rồi. Có bắt vàng nào? Ủa cáo khoác vàng hôm bữa bà mặn về đó. Tôi trả cho mẹ chính rồi. Của ai? Cái áo của mẹ chính, trả cho mẹ chính, trả cho ai? Của bà chính. Ừ, nãy anh nhét đại số trong đây, anh để đây. Ê, ông đừng có nói xạo nha. Hay là ông đem tờ đây với số cho con nào ăn rồi. Bà bị ngáo hả? 50 triệu tem cho ai hắn? Nãy anh nhét cho con để đây gõ gà. Thiệt không? Sao biết bao nhiêu chỗ cắt cái lão vàng nó chi vậy? Ừ nãy vợ chồng tài qua nó cắt trong đây rồi, giờ nó đâu rồi? Thiệt không? Bà bị gì vậy? Tiền bạc nó giỡn với bà hay gì? Ôi là trời đâu rồi? Chính không? Ai kêu? Chính ơi! Vậy? Ê nói nghe nè, cái áo này đâu rồi? Áo nào? Cái áo này bà kêu con mày qua lấy đó. Nè, tao giặt rồi. Gì vậy? Mày Cháu ơi! Trời ơi, nghĩ làm sao con người mà ác dơn đất nước vậy bà chính? Ác thì tự nhiên mày đưa áo tao giặt rồi ác dơn đất nước vậy? Gì vậy? Kiếm gì vậy? Tiền bạc tao mày ơi! Tiền bạc gì ở đây mà kiếm này? Gì vậy? Mở gì vậy? Kiếm gì? Trời ơi, giấy gì vậy? Trời đất, Khánh Thần Thiên Đụng ơi, sao nó bấy nhầy như cháu vậy chính? Mày bỏ giấy gì vô trỏng mày để giày vậy? Hả? Gì vậy? Trời ơi. Vì Liễu mà làm gì mà mặt mày mày xanh chành vậy Liễu? 50 triệu của tôi. Xàm, giấy gì 50 triệu? Tờ giấy số 50 triệu. Tờ giấy số 50 triệu. Bây giờ nó thành một đống bay nhảy như gì rồi bao giờ bạc. Tờ giấy số Bây giờ đổi ai mà chịu nữa má ơi. Sao bà ác với tôi vậy mày chết. Mày mua giấy số mày bị trúng số hả? Ừ. Ủa mày trúng số 50 triệu luôn hả? Ừ. Đủ ngon vậy. Ừ. Trời ơi. Trời ơi, mày trúng bài lãnh mày có chia cho chị không? Chia cho bà. Cái nồi dẻ hả má? Sao vậy? Bà nghĩ làm sao bây giờ nó mấy ngày rồi mà chia vậy? Ủa tự nhiên mà tự giấy số mày bỏ cái áo tao làm chi vậy? Ai mà biết đâu, chứ không phải bà nó về mà giặt liền vậy. Từ áo giờ về tao có mồm tao giặt mồm vậy, mấy ông áo mồm vậy, bây giờ mình đem cái áo về nhà để một hai bữa sau mình giặt. Hai bữa sau mình không giặt thì ngày mai mình giặt. Mình không giặt mình trả áo ngược lại cho tao mượn lại đi. Nói nãy gì làm vậy? Ăn nói có duyên như mày á. Thì áo đem về thì thấy có mùi tao giặt thôi. Còn bây giờ như gì có ai mà đổi nữa. Rồi cái chuyện đó chuyện của mày tao có biết gì đâu. Cho bà nghĩ làm sao vậy? Mà tự nhiên cái giấy số của mày mà mày để vô áo tao làm chi vậy? Hả? Chứ ai biết thằng chồng tôi để làm gì? Mày hỏi chồng mày, tự nhiên hỏi mình qua đây mình mặc xác tao. Trời ơi, nghĩ làm sao bây giờ nó mấy ngày như vậy rồi. Ai nói nghe nè. Trời ơi, em tính gì được không? Bây giờ á, tao giá trị 50 triệu đúng không? Ừ. Bây giờ em bán chị 5 triệu được không? Chị mua em bán gì nè? Tao đâu có bị khùng. Nghĩ sao vậy?
Trời ơi, nghĩ sao tự nhiên thì mấy ngày rồi giờ số còn không có được số nữa mình kêu đâu. Mày bán tao 5 triệu, tao mua cục giấy 5 triệu. Thế bây giờ làm sao? Chuyện của mày tự nhiên hỏi tao. Chuyện chẳng lẽ mày kêu tao đền tiền cho mày? Trời ơi, ăn nói ngang ngược à. Cho mượn áo đã, bỏ lợi số vô làm chi vậy? Ai mà biết được, mà để bị giặt liền đâu. Ủa áo không mặc, áo mặc vô không giặt rồi để hủi hả? Mắc cái giống ngô mày, để ngày mai giặt được cái gì? Ủa trời, có là tao giặt liền hồi đó giờ tao ăn ở sạch hồi đó giờ mà. Ôi khóc, ngồi đó khóc. Mày khóc còn hồi tao giặt lại nữa giờ nè. Đố tao đang phơi đồ à. Ai mượn tự nhiên ăn giấy số mà không để ở đâu trong bóp đi. Bỏ áo. Vợ chồng bay ít cũng có ít có khôn lắm.